Đây là con CKB của chiếc NVS nha các bạn. Đây nè, thì em nó bị chết cái con này nè, em tiến hành sửa nha, nóng lên chết máy, chết con này nha, chết con này vị trí này. Thì để em kiểm tra các bác ha, bốn phòng bốn đèn nha. Đây giờ bóng đèn tắt hết nha, giờ em tiến hành nó cháy nha. Phòng bóng đầu tiên con này còn sống nè, thứ hai con này còn sống nè, thứ ba con còn sống nè, thứ tư con, thứ tư là chết, con này chết nè, con này chết nè, con đèn nó không cháy, con đèn nó không cháy nè. Giờ anh tiến hành sửa nha, anh nào biết nha, biết báo 12 lỗi nha các bạn, 12 lỗi. Đây con CKB của anh nào biết nha các bạn, mới sửa xong. Bốn cái đèn tương tiên, bốn con xe nhỏ nha. Tiến hành cho nó tắt cái máy nè. Đây tắt một đèn, hai đèn, ba đèn, bốn đèn ha. Tiến hành cho chế lại nha.